chào các bạn. Trả lời câu hỏi của Minh Vi hỏi là chị mụn bao lâu thì mới hết mụn vậy cô Hoa? Con muốn biết và muốn đến chị mụn liền cho hết mụn vì tuần sau nhà con có đám rồi cô. Chào Minh Vi, chào các bạn. Chị mụn không thể nào mà hết được trong cái thời gian 5-7 ngày nha con. Tất cả các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất cho đến các trung tâm, các cơ sở spa, chị gia đều mong muốn là cạnh tranh với nhau, thi đua với nhau, làm đủ mọi cách để có thể nào chị mụn sao cho thật nhanh hết mụn, làm sao cho nhanh nhất có thể. Vậy thì mụn thật sự bản chất của mụn là gì? Đó là vi khuẩn, đó là các phản ứng viêm, nên chị mụn mà có thời gian sớm nhất cũng từ 6 đến 12 tuần. Và sau đây là 4 yếu tố mà cô Hoa cho là sẽ quyết định trực tiếp đến thời gian mà con chữa trị sạch mụn nhanh hay là lâu. Thứ nhất, đi trị từ khi bệnh lý của mụn của con nó còn nhẹ, thời điểm mà tổn thương da chưa có nhiều, viêm nhiễm còn ít, hệ miễn dịch của da con còn khỏe, thì chi phí trị mụn sẽ ít tốn kém, thời gian trị cũng sẽ ngắn hơn, dễ dàng hơn. Thứ hai, nếu loại mụn mà con đang mắc phải là mụn không có viêm, ví dụ như là mụn cám, mụn đầu đen, mụn đầu trắng, thì thời gian trị mụn sẽ nhanh khỏi hơn rất là nhiều. Thứ ba, tay nghề của người điều trị có giỏi hay là không, phương pháp họ điều trị có phù hợp hay là không, tìm được nơi mà có tay nghề giỏi cũng khá là dễ. Con chỉ cần tìm những cơ sở đã có nhiều năm kinh nghiệm, đã có nhiều người quyết định tin dùng, thì nơi đó con cứ đến là không có sai đâu. Thứ tư, điều trị mụn là cả một quá trình dài, đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì của người mang bệnh lý mụn. Bệnh này đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định, nên con cần tuân thủ đúng phác đồ của người điều trị liệu, thì cho dù mụn có nặng đến đâu đó cũng điều trị hết được hết. Trị mụn cho người hơi lớn tuổi, người trung niên thì sẽ hết mụn, sẽ hết luôn. Khi mà hết mụn thì sẽ hết luôn. Còn mụn của các cháu ở tuổi dậy thì trị mụn hết, lại có đợt mụn mới mọc lên. Đó là do các cháu, do ở các cháu đó là sau khi hết mụn, không có kiên trì sử dụng sản phẩm làm sạch da đúng cách và duy trì đến khi mụn nổi lên thì mới lính quýnh đi trị. Khi giảm mụn thì lại bỏ bê da, không thực hiện đúng theo hướng dẫn. Trong cái giai đoạn này đang tuổi dậy thì của các cháu, nếu các cháu nào là loại da dầu thì sẽ nổi mụn rất là nhiều, nên phải luôn luôn dùng sữa rửa mặt nè và thoa nước hoa hồng để kèm dầu để giúp làm sạch da, luôn luôn phải giữ da sạch sẽ. Vì ở tuổi này do nội tiết tố của các cháu thay đổi làm kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, nếu không được làm sạch da đúng cách thì sẽ hình thành mụn. Nguyên nhân chỉ có như vậy thôi đó các cháu à. Mà khi da đã có mụn nhiều thì việc điều trị cần phải có thời gian, chứ không thể nào gấp được. Chứ các cháu cứ nôn nóng quá thì không được đâu. Còn những cháu cũng ở cùng lứa tuổi với các cháu mà không có mụn là do da các cháu đó là loại da thường hoặc là loại da khô, chứ không cùng với loại da dầu như của cháu. Các cháu da dầu thì phải chịu cực hơn, hay nổi mụn là ít nhất trong cái giai đoạn tuổi dậy thì lúc này cũng phải tuân thủ theo hướng dẫn. Cho dù đã hết mụn thì vẫn phải chăm sóc da mỗi ngày đúng cách, duy trì chăm sóc da sạch sẽ, không được bỏ ngày nào hết á. Không thì phải sống chung với mụn đó nha. Còn tuần sau mà Minh Vi có đám, nhà có đám thì con tạm dùng kem che khuyết điểm để che bớt mụn đó đi. Sau đó rồi con hãy đến cô điều trị nha. Chào con, chào các bạn. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.